Nhưng nghe dự báo thời tiết báo là ở Bắc Cali này á, bắt đầu là mưa bão lụt luôn, nước nhiều lắm. Giờ vô Dung đi hôm bí bồ Dung mua vài cái thùng bự á, để Dung hứng nước để dành cho mình tưới nước cho mùa hè tới. Giờ Dung mời cả nhà đi cùng với Dung vô hôm bí bồ. Tiệm này là chuyên môn bán đồ làm nhà các bạn, những vật dụng làm nhà. Hai anh mở thì đi mua gỗ gì làm nhà. Hola, hola, ¿cómo está? Hola, hola, how you doing? Okay. Cái này là máy hay máy là cắt gỗ. Tất cả là những đồ làm vườn, làm nhà. Dung tìm tới cái hàng này thấy có bán thùng rồi nè các bạn. Thùng này, wow. Thùng này là, Dung coi thử. Thùng này 32 gallon. Mà 24 đồng 97. 32 gallon. Wow. Nó còn bự mà chắc Dung mua phải 10 thùng đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thùng. Dung mua 10 thùng và Dung hứng nước để dành mùa hè tới đó mình tưới rau, tưới coi ăn trái, tưới hoa, tiết kiệm nước, save money. Wow, nặng. Lấy 4 thùng nữa, nhắc nhở anh gì anh làm ở đây anh lấy quá ta. Ủa mình mở lên thử được. Thùng dày mà à. Thùng dày mà cũng chắc luôn. 32 gallon. Vô, đựng nước mơ luôn. Năm nay ở Cali mưa quá trời vậy các bạn. Chưa có năm nào mà mưa bằng như năm nay. Mưa ơi là mưa, mưa đá luôn. Mưa đá mà nó lướt nước những hạt nó nhỏ nhỏ nhỏ. Lướt đá nhỏ 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 lướt xuống là tan rồi. Hôm nay là ở Cali là quá đủ nước rồi mà cứ mỗi năm là thiếu nước. Mưa đá này những thanh đạp như thế giờ đá đó rút xuống đá đó cho lần. Nhưng mới vừa gieo mấy chậu cúc đang mọc lên nhỏ. Trời mưa quá luôn, thấy bươi vào đỡ cái mấy hiên thường quá. Bé mi mới mọc lên. Mỗi lần đi nhỏ thường quá luôn. Mấy chậu xà lách này Dung cũng bưng vào mấy hiên. Lạnh quá mấy em này chịu cũng không nổi luôn, mình là mình chịu cũng không nổi thì sao mà mấy em này mà chịu nổi. Nhìn thương quá.
Cái này là Dung đang ương hoa tuyết gầu. Dung chờ mà nắng ấm á, lớn lên chút xíu là Dung bứng ra ngồi Dung tròn. Mấy chậu hoa treo á, Dung cũng đem vào treo ở dưới mái hiên. Chứ không lạnh quá chịu không nổi, thương quá luôn. Đây là hoa mười giờ màu đỏ, màu cam, màu vàng. Nhưng nó mấy chậu hoa mà đây là mùa đông thành hoa không, nó nở. Hoa xuyên đá của Dương cũng đem vào mấy viên hết luôn các bạn ơi. Giờ là 11 giờ đêm rồi á các bạn, mà nước mưa quá trời mưa rồi, giờ Dương ra hứng còn lấy nước. Dương hứng nước để dành là mùa hè Dương với rau, với bông, với to những trái tiết kiệm nước. Wow, thì năm nay là Dương ra trồng rau là tha hồ và tưới nước. Không có năm nào mà mưa như là năm đây hết cả nhà. Ở Bắc Cali năm nay mưa lớn và mưa dầm luôn. Nhưng cảm ơn cả nhà đã xem hết video của Dương.
Thank you. Bye bye.